Đúng như ông chủ Điện Kremlin từng báo trước, khí đốt Nga chảy qua đường ống huyết mạch Nord Stream 1 đến châu Âu đang tiếp tục giảm công suất. Động thái này khiến cả EU chao đảo, tổ chức cuộc họp khẩn để bàn cách ứng phó. Nhưng nội bộ khối lại chia rẽ, không phải thành viên nào cũng sẵn sàng giảm tiêu thụ khí đốt. Trong khi đó, Nga và EU nói gì khi lượng khí đốt bơm qua Nord Stream càng lúc càng nhỏ giọt. Một câu chuyện đáng chú ý khác là về nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Quá trình chuẩn bị đang diễn ra phức tạp như thế nào? Và đến bao giờ tình trạng thiếu lúa mì trên toàn cầu có thể thuyên giảm? Tất cả sẽ có trong chương trình Toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với Toàn cảnh quốc tế của FBNC. Mở đầu là câu chuyện về căng thẳng về năng lượng ở châu Âu. Thưa quý vị, Nga lại vừa tiếp tục mạnh tay giảm vận chuyển khí đốt đến lục địa già từ ngày 25 tháng 7. Cụ thể thì gã khổng lồ Gazprom của Nga thông báo khí đốt chảy qua đường ống Nord Stream 1 đến Đức sẽ giảm chỉ còn 20% công suất so với bình thường. Gazprom khẳng định lưu lượng sẽ giảm còn 33 triệu mét khối mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ ngày thứ Tư 27 tháng 7. Mức này chỉ bằng phân nửa so với lưu lượng hiện tại, vốn cũng đã giảm mạnh so với công suất lúc bình thường. Hãng khí đốt thuộc chính phủ Nga cho biết nguyên nhân hạn chế là do vấn đề turbine khí đốt của công ty Đức Siemens. Phía Đức lại cho rằng không có bất kỳ lý do kỹ thuật nào để giảm công suất Nord Stream 1, động thái mới xảy ra khi Nga và phương Tây liên tục tấn công nền kinh tế của nhau. Nord Stream 1 bình thường có công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm, là tuyến đường huyết mạch để đưa khí đốt Nga đến châu Âu. EU đã liên tục cáo buộc Nga lợi dụng nguồn cung năng lượng để tống tiền. Ở phía ngược lại, Điện Kremlin khẳng định mọi sự thiếu hụt là do vấn đề bảo trì, ngoài ra vì sự trừng phạt của phương Tây. Các chính trị gia châu Âu cho rằng Nga có thể cắt hoàn toàn khí đốt trước mùa đông. Hành động đó có thể đẩy kinh tế của Đức rơi vào suy thoái và giá cả tiêu dùng tăng vọt hơn nữa, trong khi người dân lục địa già vốn đang mệt mỏi vì hóa đơn nhiên liệu và thực phẩm cao chót vót. Đức vào tuần trước đã buộc phải thông báo gói cứu trợ 15 tỷ đô la Mỹ cho Uniper, một công ty nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất ở Đức. Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nói trước về việc tiếp tục cắt giảm khí đốt. Trong tháng 7 này, ông Putin từng nhắc nhở phương Tây nếu họ tiếp tục trừng phạt thì sẽ tạo ra thảm họa tăng giá năng lượng cho người tiêu dùng khắp thế giới. Nga là nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, còn xuất khẩu dầu đứng thứ nhì sau Ả Rập Saudi. Châu Âu nhập khẩu khoảng 40% khí đốt và 30% dầu từ Nga. Việc dòng chảy khí đốt ngày càng nhỏ giọt đã khiến cho lục địa già chao đảo. Trước các động thái của Nga, cao ủy về năng lượng của EU, bà Kadri Simpson ngày 26 tháng 7 cho rằng quyết định của Gazprom về bơm khí đốt ít ỏi tới châu Âu là có động cơ chính trị. Bà Simpson vừa đến Brussels để tham dự cuộc họp các bộ trưởng năng lượng của EU. Nữ quan chức khẳng định, chúng ta biết rằng hành động của Nga không bắt nguồn từ lý do kỹ thuật. Đây là một bước đi mang mục đích chính trị. Vì lẽ đó, chúng ta cần có một chiến lược khôn ngoan là chủ động giảm nhu cầu khí đốt của mình. Các nước EU dự kiến thông qua đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng sau cuộc họp ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, tuyên bố chung này không mạnh mẽ như dự kiến ban đầu và nó cũng cho phép các nước thành viên có thể đi trên con đường riêng về chuẩn bị dự trữ khí đốt cho kịch bản xấu nhất. Ủy ban châu Âu tuần trước đã đề xuất nguyên tắc khẩn cấp về năng lượng, trong đó khuyến khích mỗi nước thành viên giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8 đến tháng 5. Thế nhưng kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ nhiều chính phủ, buộc lòng EU phải điều chỉnh và vạch ra đường hướng mới có phần nhẹ nhàng hơn. Đối với đề xuất mới nhất của EU về giảm tiêu thụ khí đốt, Ba Lan có quan điểm trung lập vì cho rằng lời kêu gọi của Liên minh châu không bao gồm các mục tiêu ràng buộc. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan Anna Moskwa vào ngày 26 tháng 7. Bà Moskwa phát biểu trước thêm cuộc họp 27 nước thành viên EU nhằm tìm biện pháp xử lý trước nguy cơ Nga cắt hoàn toàn khí đốt. Nữ bộ trưởng cho hay, tôi muốn đảm bảo không có nước nào buộc phải cắt giảm bất khả kháng, không có nước nào phải bất mãn hay chịu tác động về an ninh năng lượng của họ. Nữ bộ trưởng nói thêm, các kho chứa khí đốt ở Ba Lan đã được lắp đầy và Brussels hiện không cần phải gia hạn lượng tiêu thụ khí đốt. Tuy nhiên, Ba Lan cảm thấy lo ngại về thị trường carbon ở EU trong nỗ lực giảm phụ thuộc khí đốt Nga. Đó có thể là một mối đe dọa về an ninh năng lượng. Huyện nông thôn Greenhundred ở miền Tây của nước Đức gần biên giới Luxembourg đã trở nên độc lập khỏi năng lượng từ Nga hay từ mọi nơi khác trong suốt hàng chục năm nay. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào? Câu trả lời chính là những tua bin gió trải dài khắp đường chân trời và tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà mỗi hộ gia đình. Theo Reuters dẫn lời ông Brang,
Michael Utley, người phụ trách về bảo vệ môi trường địa phương kể lại, những thế hệ táo bạo và có tầm nhìn xa vào năm 1995 đã dự đoán châu sớm muộn gì cũng rơi vào cuộc chiến tranh giành dầu khí và chúng ta cần làm điều gì đó về việc này. Lúc đó chẳng có một chút năng lượng mà người dân sử dụng được tạo ra ở địa phương, theo ông Frank Michael chia sẻ với Reuters. Nhưng vào 27 năm sau, huyện đã có đến gần 300 tuê bin gió sản xuất điện cho 300.000 hộ gia đình. Bên cạnh điện gió, người dân có thể đốt gỗ để sinh ra nhiệt một cách hiệu quả và đầy đủ. Địa phương này cũng tận dụng khoảng 50% chất thải làm nguồn nguyên liệu cho các nhà máy hơi nước tạo ra năng lượng nhiệt. Các quan chức cho biết, nếu tận dụng mọi nguồn lực thì có thể tăng lên 6 nhà máy hơi nước sản xuất được 1 triệu lít dầu sưởi. Với những người Đức sống bên ngoài huyện Grenhorst, nguồn năng lượng lại không có sẵn như vậy. Dù vậy, Thủ tướng Olaf Scholz hồi tuần trước khẳng định chính phủ không trút hết gánh nặng về chi phí năng lượng lên vai người tiêu dùng. Ông nói có thể ban hành các biện pháp cứu trợ để bảo vệ những gia đình thu nhập thấp. Bên cạnh nguồn cung năng lượng thì nguồn cung lương thực cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên toàn cầu, bởi cả Nga lẫn Ukraine đều là nhà xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của thế giới. Phía Kiev ngày 25 tháng 7 cho biết họ kỳ vọng thỏa thuận ký với Moscow về tái xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen có thể tiến hành ngay trong tuần này. Thỏa thuận nói trên ký kết giữa Kiev và Moscow do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Theo Reuters, tình trạng thiếu hụt lúa mì trên toàn cầu cộng với giá năng lượng tăng cao đã ảnh hưởng sâu rộng đến với đời sống của người dân toàn cầu, đe dọa gây đói kém cho hàng triệu người ở các nước nghèo. Yuri Washkov, Thứ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine nói trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 7, ông hy vọng chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên theo thỏa thuận mới sẽ có thể rời cảng Chernomorsk trong vài ngày tới. Theo sau, cảng biển này sẽ đến Odessa và tiếp nữa là cảng Bidani. Nhìn chung, trong hai tuần tới, Ukraine về mặt kỹ thuật có thể xuất khẩu toàn bộ lượng ngũ cốc đang mắc kẹt, ông Vaskov nói thêm. Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng cho biết, các tàu hàng sẽ được hộ tống bởi tàu cứu hộ Ukraine. Chúng tôi hiểu đây không phải là một quá trình dễ dàng, quan chức nói thêm. Giá lúa mì toàn cầu tăng vọt trong ngày 25 tháng 7 do sự thiếu chắc chắn của việc thực thi thỏa thuận giữa Moscow và Kiev. Trước đó, giá ngũ cốc giảm mạnh ngày 22 tháng 7, khi các nhà bán buôn hy vọng tình trạng thiếu hụt sớm được giải quyết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25 tháng 7 cho biết dự kiến Kiev và Moscow có thể làm tròn trách nhiệm trong thỏa thuận mà các bên đã ký hôm 22 tháng 7 về xuất khẩu ngũ cốc từ các hải cảng Ukraine. Phía Liên Hợp Quốc cũng đã có phát biểu mới về tiến trình này. Trước cuộc phỏng vấn với đài nhà nước TRT Haber, ông Erdogan chia sẻ, chúng tôi mong họ sẽ giữ đúng cam kết trong thỏa thuận và hành động với tinh thần trách nhiệm. Cũng theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, một trung tâm ở Istanbul sẽ có trách nhiệm điều phối chính quá trình xuất khẩu ngũ cốc. Trung tâm này đại diện cho tất cả các bên. Phó phát ngôn Liên Hiệp Quốc, ông Farhan Haq cho biết, những chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc Ukraine ra thị trường toàn cầu sẽ bắt đầu khởi hành trong vài ngày tới. Trung tâm điều phối chung sẽ liên lạc với ngành hàng hải và sẽ thông báo quy trình chi tiết với các đội tàu trong thời gian tới. Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc nói thêm, các bên nên tái khẳng định cam kết của họ đối với sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hào phóng cung cấp không gian vật lý để thiết lập trung tâm điều phối chung. Từ ngày 26 tháng 7, thì đại diện các bên và Liên Hiệp Quốc sẽ có mặt tại trung tâm này ở Istanbul. Tiếp tục chương trình với câu chuyện về động thái ngoại giao của các nước để xử lý các khó khăn ở khu vực và toàn cầu. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 tháng 7 cho biết, ông hy vọng sẽ đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này. Ông Biden đang hồi phục sau khi mắc COVID-19. Trong một cuộc phát biểu trực tuyến với báo chí, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông muốn điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc vào cuối tuần này. Tổng thống Biden cho biết, tuy giọng nói của ông còn khàn nhưng vẫn duy trì một lịch trình đầy đủ. Trước đó, ngày 24 tháng 7, ông Biden đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các nhà sản xuất chất bán dẫn và một vài quan chức hàng đầu của chính quyền để hoàn thành điều luật nhằm thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn ở Hoa Kỳ. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cũng xác nhận các triệu chứng COVID-19 của Tổng thống Biden đã thuyên giảm. Sắp tới, các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến có nhiều cuộc gặp song phương trong khuôn khổ G20 tổ chức ở Indonesia. Đó cũng là cơ hội để hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên. Su Hao, giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đó sẽ là cơ hội hiếm để trao đổi mặt đối mặt các vấn đề đa phương, điều mà Trung Quốc thật sự cần có. Những cuộc gặp như vậy sẽ giúp dễ dàng hơn để đi tới những đồng thuận trong những vấn đề phức tạp như thách thức kinh tế ở hiện tại. Thưa quý vị, cuộc đối thoại do ông Biden và ông Tập dự kiến có thể bàn về vấn đề an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Về việc này, vừa qua thì Kyodo News dẫn nguồn Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, một máy bay không người lái gọi tắt là UAV quân sự của Trung Quốc đã bay gần với là Okinawa ở miền Tây Nam Nhật Bản, nước đồng minh thân thiết nhất của Washington tại châu Á.
UAV Trung Quốc được Nhật Bản phát hiện là một chiếc TB-001 có thể trang bị vũ khí hoặc là dùng cho các mục đích trinh sát. Nó bay một mình từ biển Hoa Đông tới Thái Bình Dương, băng qua khu vực giữa hòn đảo lớn của Okinawa và đảo Miyako. Chiếc UAV đã ở trên không gần như suốt cả ngày sau khi tới Thái Bình Dương, nó hướng về phía đảo Đài Loan, sau đó ôm trọn một vòng phía đông hòn đảo. Chiếc UAV đã khiến lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản điều các chiến đấu cơ để giám sát, mặc dù phương tiện từ Trung Quốc không xâm phạm không phận của Nhật. Vào tháng 8 năm ngoái, Tokyo cũng ghi nhận một phương tiện giống như UAV TB-001 bay cùng tuyến đường vừa qua, đi cùng với một máy bay có người lái. Cũng ở châu Á, trong quan hệ hợp tác giữa Sri Lanka và Trung Quốc thì hôm 25 tháng 7, đặc phái viên của Sri Lanka tại Trung Quốc, Balitha Kuhona cho biết, quốc đảo Ấn Độ Dương đã ngỏ ý mong Bắc Kinh giúp đỡ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Thông điệp trên đã được Sri Lanka đưa ra khi nước này và Trung Quốc đàm phán về gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 4 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ quốc đảo vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948. Ông Kuhona nhấn mạnh, Trung Quốc chính là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế của Sri Lanka. Quốc đảo hy vọng Bắc Kinh có thể khuyến khích các công ty của mình mua thêm chè đen, đá sapphire, gia vị và hàng may mặc của Sri Lanka, cũng như nới lỏng các quy định nhập khẩu. Theo vị đại sứ, Trung Quốc cũng có thể giúp Sri Lanka bằng cách rót thêm vốn đầu tư vào các dự án phát triển cảng ở Colombo và Hambantota. Hiện thì các kế hoạch đầu tư lớn của Bắc Kinh tại quốc đảo được cho là đã bị đình trệ do đại dịch Covid-19. Mặt khác, Sri Lanka cũng mong muốn khách du lịch Trung Quốc đến nước này nhiều hơn. Theo ông Kuhona, tân tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe có kế hoạch thăm Trung Quốc để thảo luận thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Đại sứ Sri Lanka kỳ vọng sẽ không có thay đổi cơ bản nào trong chính sách của chính phủ mới đối với Trung Quốc. Được biết, trong vài tháng qua, thì Sri Lanka đã đàm phán với Trung Quốc về gói viện trợ 4 tỷ đô la, bao gồm khoản vay 1 tỷ đô la để trả một khoản nợ tương đương đã đến hạn trong năm nay. Sri Lanka cũng đề nghị được hỗ trợ một hạn mức tín dụng 1,5 tỷ đô la để thanh toán hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Sri Lanka kỳ vọng sẽ thuyết phục được Trung Quốc kích hoạt giao dịch hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Kuhona cho biết các cuộc thảo luận về viện trợ tài chính với Trung Quốc vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, thời gian xúc tiến các cuộc hội đàm tiếp theo chưa được xác định. Và trong tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với các quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế khác để đóng một vai trò tích cực trong việc giúp Sri Lanka vượt qua khó khăn. Được biết, bên cạnh hỗ trợ về tài chính, Sri Lanka cũng hy vọng Trung Quốc có thể giúp nước này mua nhiên liệu, phân bón và các nguồn hàng cần thiết khác. Trong khi đó, Tổng thống Philippines ngày 25 tháng 7 khẳng định Manila mong muốn trở thành người bạn với tất cả mọi người, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ sự độc lập về chính sách đối ngoại. Trong thông điệp quốc gia đầu tiên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã nhắc đến những bất đồng lâu dài với Bắc Kinh về chủ quyền ở Biển Đông. Ông Marcos tái khẳng định, không từ bỏ dù chỉ là 1 cm² lãnh thổ, bài phát biểu nhận về tràng pháo tay dài ở quốc hội. Về chính sách, ông Marcos hứa cải cách thuế, cải thiện cơ sở hạ tầng nhanh chóng hơn và đưa Philippines trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn. Ông cũng cam kết cải cách nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm. Ông nói trước quốc hội rằng sẽ không tiếp tục phong tỏa vì COVID-19 mặc dù ca nhiễm tăng lên gần đây do các biến chủng mới. Ông cũng hứa tìm ra giải pháp cân bằng phát triển kinh tế với chất lượng đời sống của người dân. Nhiều hoạt động ngoại giao sôi nổi cũng đang diễn ra ở Trung Đông giữa bối cảnh căng thẳng. Vào ngày 26 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết nước này đã tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, gọi tắt là JCPOA. Việc các bên có đạt được thống nhất sau cùng hay không sẽ phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Phát biểu trước báo giới, ông Kanani nói rằng Iran chưa bao giờ rời khỏi bàn đàm phán hay hành động một cách cảm tính, bốc đồng, mặc dù giới chức Mỹ không ngừng thổi phồng và gây áp lực lên nước này. Việc phát ngôn viên khẳng định Tehran sẽ duy trì đàm phán nhưng kết quả các cuộc đối thoại sẽ phụ thuộc vào quyết định chính trị của Washington. Ông Kanani xác nhận Iran thực sự đang xem xét các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân và cân nhắc lợi ích cơ bản của đất nước. Tehran bày tỏ kỳ vọng các cuộc đối thoại sẽ có kết quả, tốt đẹp, mạnh mẽ và lâu dài, nhưng với điều kiện phía Mỹ cần có thái độ tích cực và tinh thần xây dựng. Ông tiết lộ, các quốc gia khác tham gia đàm phán cũng đã đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn động trong các cuộc đối thoại về JCPOA. Thưa quý vị, khi đến thăm Damascus vào ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Azeri đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập. Ngoại trưởng Algeria, ông Ramtane Lamamra,
đến Syria vào hôm Chủ nhật, thực hiện chuyến thăm 2 ngày để chuẩn bị cho thượng đỉnh thứ 31 của Liên đoàn Ả Rập, dự kiến tổ chức ở Algeria vào đầu tháng 11. Tại thủ đô của Syria, ông Lamamra đã gặp lần lượt Tổng thống Bashar al-Assad và Ngoại trưởng Faisal Medad. Hai bên trao đổi quan điểm về cải thiện cơ chế làm việc chung giữa các nước Ả Rập, đồng thời nhắc đến những khó khăn và thử thách ở khu vực. Ông Medad cho biết trong cuộc họp báo chung, mối quan tâm chính của Syria hiện giờ là khôi phục bầu không khí thống nhất giữa các nước Ả Rập để có lập trường thống nhất và vượt qua những thử thách chung. Ông Lamamra không đưa ra câu trả lời rõ ràng về liệu Syria có thể quay lại Liên đoàn Ả Rập hay không. Tuy nhiên, Ngoại trưởng của Algeria nói rằng sự thiếu vắng Syria là một tổn thất. Dù là một trong những nước sáng lập Liên đoàn Ả Rập, Syria đã bị đình chỉ tư cách thành viên từ tháng 11 năm 2011, theo sau khủng hoảng vào tháng 3 cùng năm đó. Hiện giờ, nhiều nước Ả Rập cắt quan hệ với chính phủ Syria do cách hành động với người biểu tình. Khi tình hình trong nước ở Syria ổn định lại, nhiều nước Ả Rập như Ai Cập, Jordan, UAE đã dần bình thường hóa quan hệ với Syria từ năm ngoái. Trong khi đó ở Anh, đường đua tới ghế thủ tướng vẫn chứng kiến sự so kè quyết liệt còn Rishi Sunak và bà Liz Truss. Và trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, hai vị chính trị gia tập trung chỉ trích kế hoạch của đối phương về thuế và chi tiêu ngân sách. Ngoại trưởng Liz Truss nói với cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak rằng kế hoạch của ông về cân bằng ngân sách chính phủ sẽ đẩy kinh tế rơi vào suy thoái. Ông Sunak, người từ chức vào đầu tháng 7, đã kéo ngã Thủ tướng Johnson để phản biện chỉ trích kế hoạch giảm thuế của bà Truss chẳng khác gì một cơn thèm ngọt, vì nó sẽ không dừng lại. Nền kinh tế cuối cùng sẽ sụp đổ. Đường đua cuối cùng đến ghế Thủ tướng Anh đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Một bên là ông Sunak, cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs, người đã tăng gánh nặng thuế lên mức cao nhất từ thập niên 1950. Đối thủ của ông là bà Truss, người giúp xử lý Brexit, hiện cam kết giảm thuế. Người kế nhiệm ông Johnson sẽ lộ diện vào ngày 5 tháng 9. Dù ai chiến thắng, họ cũng thừa hưởng di sản khó khăn nhất nước Anh trong hàng chục năm. Tỷ lệ lạm phát đang trên đà leo lên mốc 11%. Trong khi tăng trưởng chậm, niềm tin của ngành công nghiệp suy yếu và đồng bảng Anh đang ở mức thấp nhất lịch sử so với đồng đô la. Theo khảo sát của YouGov, hồi tuần trước, bà Truss dẫn trước 24 điểm so với ông Sunak. Đảng đối lập Lao động bình luận rằng cả hai ứng viên thủ tướng đều không có được kế hoạch rõ ràng để giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ngày càng trầm trọng hơn. Tiếp tục chương trình với câu chuyện đáng quan tâm về thảm cảnh thiên tai, từ động đất, cháy rừng đến mưa bão ở nhiều nơi trên thế giới. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Một đám cháy lớn từ đồng cỏ đã lan vào khu dân cư Beach Prince vào ngày 25 tháng 7, phá hủy ít nhất là 9 ngôi nhà và ảnh hưởng đến hàng chục ngôi nhà khác, theo giới chức địa phương cho hay. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Hình ảnh ghi lại từ trên không cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Theo đài truyền hình ABC, các nhân viên cứu hỏa đã sơ tán cư dân từ một loạt ngôi nhà bị bốc cháy ở khu vực gần Spring Creek. Lính cứu hỏa từ Đức và Cộng hòa Séc đã chiến đấu chống cháy rừng bùng phát giữa biên giới hai nước trong ngày 26 tháng 7. Ngọn lửa bùng lên vào hôm Chủ nhật ở một công viên quốc gia, theo giới chức Cộng hòa Séc cho biết. Sau đó, gió mạnh khiến ngọn lửa lan rộng về phía Đức và chính quyền huy động nhiều đơn vị dập tắt đám cháy. Hiện các trực thăng của quân đội Cộng hòa Séc đang chở nước trút xuống đám cháy. Trực thăng của cảnh sát Đức giúp giám sát tình hình. Nhiều ngôi làng gần biên giới đã sơ tán người dân và khuyến cáo du khách ở cả hai nước không đến gần vụ hỏa hoạn. Trong khi đó thì ở Tây Ban Nha, một cư dân 47 tuổi của tỉnh Burgos đã bị bắt giữ nghi ngờ phóng hỏa gây cháy rừng vào hôm 24 tháng 7. Đám cháy đã thiêu đốt 3.000 hecta, hủy hoại một số ngôi nhà và khiến 900 người phải sơ tán. Nguyên nhân được cho là lơ là khi tiến hành thu hoạch mùa vụ ở một nông trại, theo cảnh sát Tây Ban Nha ngày 26 tháng 7 cho biết. Cảnh sát nói thêm, qua điều tra ban đầu, ngọn lửa bùng lên khoảng 12 giờ trưa do hoạt động làm nông ở khu vực bị cấm nhóm lửa do có nguy cơ cháy rừng cao. Hiện tại thì Tây Ban Nha đang trải qua hai đợt sóng nhiệt gay gắt từ đầu mùa hè. Theo số liệu của chính phủ, tính đến ngày 17 tháng 7, có 78.000 hecta rừng bị thiêu rụi, mức tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua. Động đất 5,5 độ đã phá hủy nhiều tòa nhà, bao gồm một nhà thờ ở thành phố San Gabriel, miền Bắc Ecuador trong ngày 25 tháng 7. Ít nhất 8 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, theo dịch vụ quản lý khẩn cấp của Ecuador viết trên Twitter. Vụ động đất xảy ra lúc khoảng 8 giờ 33 phút với tâm chấn trên cách thành phố San Gabriel, khoảng 5 km.
Theo video do người dân chia sẻ với Reuters, các mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp đường phố. Theo khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn ở độ sâu 10 km và không có cảnh báo sóng thần. Mưa lớn ở Yemen đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng tính đến ngày 26 tháng 7. Những trận mưa như thác đổ đã dẫn tới lở đất, lở bùn, cuốn trôi nhiều ngôi nhà, đường phố và nông trại. Hiện giờ thì đợt mưa lũ từ thứ Bảy tuần trước đã có chiều hướng giảm bớt nhưng vẫn kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Vùng núi và cao nguyên ở miền Tây Yemen bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thủ đô Sana'a ghi nhận lượng mưa 84,4 mm trong vòng 24 giờ, từ thứ Bảy đến ngày Chủ nhật. Trong số các nạn nhân của thiên tai bao gồm một gia đình 6 người ở Sana'a, 3 thành viên đã qua đời, 3 người khác bị thương do sạt lở. Thiên tai hoành hành đã tạo thêm thách thức cho cuộc sống của người Yemen, vốn đã chịu xung đột suốt nhiều năm dài. Mùa mưa ở nước này diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8, cơ sở hạ tầng thường bị hủy hoại do thiên tai. Một đám mây bão khổng lồ xuất hiện trên bầu trời bang Bắc Dakota của Mỹ. Cơ quan khí tượng dự báo sẽ có mưa đá to bằng quả bóng cùng với lốc xoáy và gió mạnh 111 km/h. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân ở phía Bắc tiểu bang cần cảnh giác cao độ, bao gồm khả năng xảy ra 1 đến 2 trận lốc xoáy. Đám mây bão như trong hình thường phổ biến ở miền Trung nước Mỹ dẫn tới các hệ quả như gió mạnh, mưa đá rất lớn và thỉnh thoảng là cuồng phong lốc xoáy. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy các sông băng trên dãy Alps đang giảm kỷ lục trong 60 năm qua. Nghiên cứu ghi nhận lượng tuyết rơi tương đối ít vào năm ngoái và bên cạnh đó thì dãy Alps đã phải trải qua hai đợt nắng nóng khủng khiếp vào đầu hè. Một đợt vào tháng 7 với nhiệt độ gần 30 độ C tại ngôi làng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ. Trong đợt nắng nóng này thì độ cao mà nước đóng băng đo được ở mức kỷ lục 5.184 m, cao hơn mức đo được từ Mont Blanc. So với mực nước mùa hè thông thường vào khoảng 3.000 đến 3.500 mét. Trong khi đó, những sông băng trên dãy Alps ở châu Âu lại đặc biệt dễ tan chảy hơn vì chúng nhỏ hơn với lớp băng phủ tương đối ít. Đồng thời, nhiệt độ ở dãy Alps đang ấm lên tăng khoảng 0,3 độ C mỗi thập kỷ, nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, các sông băng trên dãy Alps dự kiến sẽ mất hơn 80% khối lượng hiện tại vào năm 2100. Hiện tại thì sông băng Morteras đã thay đổi rất nhiều so với những mô tả trên bản đồ du lịch của khu vực. Dòng sông băng nổi tiếng đã bị thu hẹp gần 3 km, trong khi độ sâu của lớp băng tuyết đã mỏng đi 200 mét. Nhiều nhà nghiên cứu về sông băng xác nhận với Reuters, các sông băng ở Áo, Pháp và Ý đang biến mất với tốc độ kỷ lục. Các nhà khoa học lo ngại rằng vì ở những nơi có nhiệt độ mát hơn, đáng lẽ sông băng đã phải được bảo vệ tốt hơn. Như hình ảnh từ trên cao cho thấy, khu vườn bí ẩn 300 tuổi này vừa lộ diện do đợt nắng nóng kỷ lục ở Vương quốc Anh. Nhiệt độ nóng gay gắt đã làm hé lộ phần còn lại của một khu vực trang trí lộng lẫy vào thế kỷ 12 ở hạt Derbyshire. Thông thường thì hoa văn khu vực rất khó để nhận ra. Khu vườn cổ theo kiểu châu Âu gọi là Great Battery được thiết kế vào năm 1699. Nơi đây là chỗ ở của gia đình Devonshire suốt 16 thế hệ và nằm trong công viên quốc gia Peak District. Những đàn sứa khổng lồ đã trục xuất người dân Israel đi tắm nắng và dạo chơi ở vùng nước Địa Trung Hải. Sự xuất hiện của đàn sứa còn là lời cảnh báo về mất cân bằng sinh thái do biến đổi khí hậu. Nước biển ngày càng nóng hơn và do đó chúng ta sẽ còn nhìn thấy sứa xuất hiện dày đặc hơn, trích lời Guy Lavin, công chức phụ trách về biển ở Israel, nói với Reuters. Bọn sứa gây hại thật sự và biến đổi khí hậu đã khiến chúng sinh sôi nảy nở, ông nói thêm. Sứa biển thường bùng nổ dân số khi nhiệt độ tăng cao, chúng cạnh tranh nguồn thức ăn và môi trường sống với nhiều sinh vật biển khác. Tình trạng đánh bắt quá mức cũng góp phần khiến sứa biển xâm lấn, theo đánh giá của Hiệp hội Sinh thái và Khoa học Môi trường Israel. Một yếu tố khác dẫn đến các đàn sứa khổng lồ là công trình nhân tạo kênh đào Suez. 150 năm tuổi, dòng kênh này cho phép đàn sứa có thể di chuyển từ Biển Đỏ đến Địa Trung Hải. Hiện nay thì khu vực đã có tới 17 loài sứa, hầu hết đều không có độc. Ngoài ra thì tình trạng rò rỉ phân bón nông nghiệp ở bờ biển cũng tiếp tay cho sự bành trướng của những đàn sứa. Những câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.